Ví dụ tôi có nhà cửa, có xe cộ hay là có tiền tài của cải danh thực tài sắc, tôi vẫn đi khổ hạnh nè. Tại vì tôi có phát nguyện trong ông Phật, ở trong nội tại chúng sanh ai cũng có Phật tính, tôi phát nguyện rồi. Tôi sẽ đi khổ hạnh là đầu đội trần, chân đạp đất, dù chúng sanh ma la mắng tôi nhưng tôi vẫn hành pháp như vậy. Tá để làm một số giấy tờ về cho đất cho anh em ven đấy cả nhà. Bây giờ cùng đi vô nhà ven thì ngoại và dì sáu như cả nhà. Đây là ngôi nhà này cả nhà. Ngôi nhà hiện tại hôm nay đã xây được cũng khá là nhiều rồi đây. Chị Sáu ơi đi, chị Sáu ơi. Thì lần đầu tiên là ngoại lên xá. Đúng rồi. Trước giờ toàn là dì Sáu với cậu Bảy đi không à. Mà ngoại là chủ quyền đất, sở hữu đất mà. Dạ đúng rồi. Còn dì Sáu là con. Dạ. Cho nên là mình cần có dẫn bà ngoại đi. Để người ta, mình không dẫn đi thì ở xá ta cũng kêu lên à. Đất của mình. Yeah. Cậu Sáu nghe nói là có cậu Bảy nữa. Cậu Bảy đứng một nửa, bà ngoại đứng một nửa. Rồi lấy về rồi phải không? Lấy về là trong nằm trong phạm vi 570 m2 là trong phạm vi này nè đang ở nè. 570 m2. Dạ. Cậu đang đứng tên hả? Đứng tên. Bây giờ đang phạm vi cái miếng đất của ngoại luôn hả? Đúng rồi. Ngang đây nè. Tại cái phần đang cất nhà với đang hồi trước tôi ở đây mấy bà già tôi ký cho, tôi đứng tên phạm vi 570 m. Lấy bây giờ trong khi 570 m á tôi cho ba đứa cháu mỗi một người 100 m2. Chỉ là có quyền ở. Nha thì hôm nay là dạ. Không có tách thửa gì hết trơn á. Dạ rồi, chỉ ghi giấy tay thôi ha. Dạ dạ. Khỏi dạ. Công xây nhà cho dạ, bên dạ. Cái xa mà cũng thấy cái là cái tờ giấy đâu rồi cậu Bảy dạ. Để chuẩn bị đi rồi mình cùng nhau mình đi ra ngoài xã sẵn đó mình làm luôn. Dạ. Tại vì cho nó ở suốt cái đời con nó luôn. Dạ. Còn không có trách thừa tại vì cái số này mai mốt á làm là cái này nhà thờ đó. Ngày mưa thờ ông ba. Là đất này để suốt luôn. Đời này cái đời kia luôn. Giống như đất của tổ tiên luôn ha. Dạ. Để suốt chỗ này luôn là không có ai bán được, không có ai bán được hết trơn. Dạ. Bây giờ mình ra xã không bạn cậu Bảy ha? Rồi hôm qua sao mà dì Sáu với cậu Bảy đâu đi ra ngoài xã để làm giấy hả? Rồi dạ. rồi trục trặc sao mà làm không được? Nghe nói hỏi cái dạng mấy đứa cháu thì nếu mà có hồ nghề thôi thì mai mốt nhà nước cất nhà nữa, nói vậy đó. Coi cái gia đình mình đó. Có hộ nghèo không hả? Dạ, dạ, dạ. Nếu như có hộ nghèo là sẽ hỗ trợ cho mình cất nhà sau này ha, là cất nhà tình thương nha. Anh Tâm ở trong ngày hôm nay là mình xây xong bức tường chưa có. Dạ. Nghe nói vậy nhưng mà để kiểm tra. Dạ. Nghe có thủy gì thấy tính trình nhanh ghê, có 7 ngày mà nó lên. Miếng đất này là cậu đứng tên là cậu có hộ nghèo không? Cậu từ ngày khai công ngày thứ 7 đó. Người ta cắt hộ nghèo là năm mấy rồi, gần 2 năm ngày mới là sẽ được cắt hộ nghèo rồi, vậy là mình đâu có được hỗ trợ hả? Còn hộ cận nghèo 5-6 người còn làm hộ cận nghèo. Để đi ra ngoài xã hỏi thử coi có được hỗ trợ để cấp cái nhà cho mấy đứa cháu không? Nếu mà có hộ nghèo thì có thể cấp cho mấy đứa mà chưa có mấy đứa ăn bé quen này nghe nói vậy đó. Yêu cầu có hộ nghèo thì có hỗ trợ. Là ở ngoài xã họ nói vậy hả? Dạ dạ dạ, người nói vậy đó. Dạ. Con cửa này cửa sau đúng không? Vậy cũng mừng ha, nếu như dạ. Mà xã hỗ trợ cất được nhà tình thương cho mấy đứa anh em luôn. Dạ, vậy là cũng tốt cũng, rồi. Cũng cảm ơn xã. Dạ. Dạ rồi. Cũng mong ha. Dạ dạ, mong dạ cũng mong vậy. Được. Dạ, dạ. Hôm nay ngày mai là dì Sáu thì chuẩn bị giấy tờ trong kia kìa. Sáu ơi đi, Sáu ơi. Đi vô đi cậu Bảy, vô cổng coi ra kìa. Cậu Bảy chỉ cho con cái, cậu nói
170 mét lên sâu. Hôm bữa con coi cái trong cái tờ giấy kia là có 540 mét à. 540 mét là cửa điên nữa. Cửa điên. Dạ. Đây số thửa đang ở nè, từ từ cái mí hồ đó với mí hồ này là 570 mét nè. À, là cái này nha. Dạ. Còn 300 mét là cái bờ bên kia đó, nhưng mà tại sao nó làm hồ đó làm chung một giấy này. Dạ. Là 570 mét. 300 mét gì đây? 300 mét bên kia. À, là bên cái hồ đó đó hả? Bên kia. Dạ. Bên kia. Là chung với cái này luôn, là hiện tại là cầu 7 đang đứng tên đúng không? Đúng rồi, 870 mét ở trong trong đây đó. Cầu 7 đang đứng tên, hiện tại đây là 570 mét, 300 mét là 870 mét. Là cái nhà này, còn cái bên này là của bà ngoại à? Bà rất cho luôn rồi, cái đó là đất ruộng bên đây. Đất ruộng bên đây, đất là cái bờ, cái bờ rau muống đó ha. Cái bờ rau muống là 2.900 mét. Còn khỏi bờ rau muống là 300 mét. À dạ, cái này là của cậu là dính một miếng nhỏ bên kia với lại cái nền nhà này. Dạ. À, rồi tại cái nền này hồi đó là tôi ở với bà già. Là ở nhà này tại hồi trước là tôi ở. Rồi tôi mới trồng mấy cây bồ đề này kia. Chỉ cho mỗi đứa 100 mét vuông. Đi nhưng mà đi đi cái cô kia nói là để kiểm tra mấy đứa cháu này có hồ nghèo không á, nói vậy đó. Dạ. Dạ dạ. 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 Theo lại đất này tôi tên tôi đứng rồi, đúng theo là khỏi bà ngoại cũng được. Dạ. Giờ ngoại chuẩn bị lên xã để ký tờ cùng với cậu 7 thì 6 vào vay anh nha. Giờ cả nhà mình cùng đi ra ngoài xã để làm giấy tờ cho đất mấy anh em của Ven. Ven ơi, đi Ven ơi. Nói tội nghiệp bà ngoại không, ngoại già đi già, già lụm cụm rồi. Lần đầu tiên ngoại đi lên xã đúng không? Đi. Lâu lắm rồi ngoại mới đi. À, ngoại đứng đây đợi đi rồi lát nữa quen qua chở ngoại luôn. Không không. Không, cậu 7 chở hả? Cậu 7 chở. Sáu chở hả? Đâu mình á, lục khô đó. Gì? Khẩu trang, khẩu trang. Mệt quá con. Mệt quá hả ngoại? Ăn bây ăn cơm rồi đó. Dạ. Tôi đi nó mệt. Để hả? Không thôi cũng ráng đi ngoại ơi, làm cho xong cho dạ cho con cháu rồi, cho con cháu có đất có nhà gì cho khỏe ha. Dạ. Dạ. Rồi, đi, mình chuẩn bị đi rồi cả nhà mình cùng đi. Rồi, xong chưa cậu 7? Rồi, xong rồi. Xong rồi ha, đi. Rồi, cả nhà không có dây gì ta. Khi đến nơi, nhà vừa sẽ quay sơ lược lại cho chú chị xem. Rồi đi lên xã nha cả nhà ơi. Đó, cái gì đó. Về nhà, mình chia sẻ lại cho chú chị. Đó là cả nhà muốn liên hệ để vậy là 6 chở ngoại ha. Chứ Ven Ven đôi khi tay lái yếu đó, chở ngoại không được đâu. Quả xin để gọi trực tiếp và liên hệ với xin để xin có thể trả phần cho mình, bọn chú chở đó. Gửi cái thuốc này xuống cho cả nhà nha. Cái chiếc bánh mình trả đi. Liên hệ với con này xin để trả anh tôi chở chú. Giá cả tôi hứa nói luôn. Em không làm tại mối tình và mối vùng nguyên. Đây chú Ven lấy xe luôn đi. Ngoại lên xe đi ngoại. Em nghe nói là rất công hiệu luôn. Cũng phải là ngoại ôm cậu 7 chặt nha. Thật là chặt vô nha. Từ 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 cậu 7 ơi. Sự nhẹ nó từ từ từ. Nó rất là dễ chồng luôn. Là mình chỉ lấy cái nhánh cây là mình sử dụng chắc vô. Ôm chắc vô nha. Cậu 7 chạy từ từ thôi nha. Được. Rất là dễ chồng nha.
cây dàn dàn nước đây cả nhà. Rồi, nhìn rất là thương, lâu lắm rồi. Mọi liên hệ hay thắc mắc gì về cây dàn dàn nước cả nhà có thể liên hệ với kênh của kênh A Xin. Với cậu bạn đi không ạ? Và anh em xã hội, đó là kênh YouTube của anh. Mọi người liên hệ giùm em nha. Chắc ơi là chắc luôn. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ và chúc sức khỏe. Em xin kết thúc video clip tại đây và cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye. Ê. Chứ không đòi ăn nữa. Tụ tao. Dạ cậu Bảy ơi, thì hồi nãy á, là cậu Bảy với dì Sáu với chị Ven á, là đi vô mấy chú ở trong ủy ban xã phổ biến mình cái gì chưa, cậu Bảy với lại dì Sáu có thể chia sẻ lại không? Tại vì con hồi nãy là mấy chú không có cho đi vô, rồi bây giờ cậu Bảy hoặc dì Sáu chia sẻ lại cho quý cô chú anh chị biết được cái sự việc như thế nào vậy cậu Bảy. Tại vì cái phần là đối với là người ta kêu ký xác nhận này kia thì phải cho cái người chủ quyền cho mấy đứa ở là chỉ là cho ở thôi, không có quyền bán này kia cho mỗi đứa 100 mét vuông. Dạ. Rồi ngày mai thì mấy đứa con của tôi chưa có gì, người ta không đồng ý. Dạ. Đợi hai đứa con gì ký nhận này kia người ta mới đồng ý. À vậy là lúc nãy là mình đi ra rồi nhưng mà mấy cái chú ủy ban vẫn chưa có đồng ý. Dạ, là rồi, phải đợi hai đứa con tôi lại nữa, là ngày mai là chỉ là tôi với vợ tôi với hai đứa con là đi ký xác nhận đàng hoàng mấy ủy ban xã chứng cho. Dạ. Rồi mấy chú ở ủy ban còn phổ biến gì nữa không cậu Bảy? Dạ chỉ là mấy chú ủy ban chỉ là nhắc nhở mình trước khi mình cho này kia thì cho mấy đứa cháu ở thì làm giấy tay đàng hoàng, là kêu chỉ là ở cái đời cháu rồi đời con của nó nữa. Dạ. ở dàn ở suốt nhưng mà không có được thay đổi, không được mướn, không được làm gì hết trơn. À. Cũng là không được cho người ta ở, chỉ là cho mấy đứa cháu này thôi. Vậy là ghi cái giấy tay là cho mấy đứa cháu ở, cho đời con đời cháu luôn. Dạ. Là khi nào cũng ở cho đến khi nào ở hoài hoài luôn ha. Dạ, giống như là đất thành đất của đất tổ tiên nhưng đúng mà rồi, không có được sang đất, bán. Đất này là sau này con tôi này kia cũng không có quyền nói này kia. Không có quyền tranh giành ha. Đúng rồi, không, nhưng mà nó còn lại 270 mét nó cũng là vẫn là nó chỉ là ở thờ ông bà thôi, tổ tiên ở đây thôi. Dạ. Không có được sang bán này kia. Dạ. Đất đó là để suốt luôn á. Vậy là bây giờ là dành hết cho mấy anh em của chị Ven rồi, cậu Bảy là về trên kia ở hả, đâu còn ở chung ở đây hả? Cũng có thể ở, tại còn thửa bên 300 mét nữa mà. À. Đi là riêng 570 mét, bên đây là chỉ là thờ, để nhà thờ suốt cho. Dạ. Hai đứa, ba đứa là 300 mét. Dạ. Còn lại 200 mét là để xây nhà thờ lại thờ tổ tiên ông bà. Dạ. Là để suốt luôn á, đất này không có ai, cũng là dạng không ai có quyền ở trong đi buôn bán gì hết trơn á. Dạ. Chỉ là ở suốt. Dạ. Rồi con hiểu rồi, con hiểu ý của cậu Bảy là cậu Bảy muốn là viết một cái giấy tay là cho ở chứ không được quyền sang bán, không có tách thửa riêng luôn. Dạ. Chỉ là đất chung, ở là sau này là ở hoài 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 tên. Dạ. Cháu luôn. Rồi con hiểu rồi. Dạ thì mấy chú phổ biến với lại hướng dẫn vậy thì cũng rõ ràng. Tại vì mình có cái mộc đỏ của xã thì nó có hiệu lực pháp lý. Rồi vậy là tương lai sau này thì mấy anh em của chị Ben sẽ về đây ở chung với dì Sáu. Dì Sáu thấy làm sao? Về mấy con cháu ở gần gì có ảnh hưởng gì không? Dạ thấy vui. Vui hả? Dạ. Nhưng mà cũng dì Sáu cũng cho con cháu biết là mình bất cứ mình đi nơi nào ở đâu cũng vậy, ở trong chung với gia đình dì Sáu với bà ngoại cũng vậy, cũng là phải giữ trật tự. Dạ. Phải là đàng hoàng, phải thảo ngoan. Rồi dì Sáu cũng nói với mấy đứa cháu là bây giờ là cậu Bảy, dì Sáu, bà ngoại đã tặng đất cho ở thì mỗi đứa là 100 mét vuông, thì mỗi người phải cũng như là ai mà muốn về đây cất nhà ở thì cứ ở riêng vậy đó. Dạ. Rồi dì Sáu cũng không có muốn ai ở nhà ai hết trơn á, cũng như là nhà người nào. Dạ. Ở
riêng biệt của mình, cũng như là của nhà mình, ở nhà mình. Mình cũng vì sao cũng không có muốn mà anh em ở chung chạ rồi sau này cái là cái kiểu là cự cãi với nhau, vì sao không có thích vậy. Dạ. Cũng như là mỗi người có phần đất riêng, như là nhỏ thứ ba là ở phần đất của ba mẹ của nó. Dạ. Là riêng ở đó, còn thằng thứ tư với thằng thứ hai thì ở nguyên một dãy nhà quen. Dạ. Thì vì sao cũng muốn là tất cả anh em là phải đoàn tụ, mà ở chung với gia đình là phải thảo hiền, thảo ngoan. Dạ. Mà không có được gây go là phải giữ trật tự trong gia đình với chồng xóm. Dạ. Mà vì sao cũng muốn là nhà của đứa nào thì đứa đó ở. Dạ. Cho nó có trật tự, có riêng biệt của nhau, tránh tranh giành ha. Dạ, dạ. Tránh sau này là khỏi cự cãi này nọ. Dạ. Để sau này ví dụ như chị Ben cũng có chồng nè, rồi anh của chị Ben cũng có đúng vợ rồi, rồi anh hai cũng có gia đình hết rồi. Dạ. Sợ trường hợp mà anh rể em dâu rồi này kia. Dạ, lấn cấn rồi. Riêng. Dạ. Mỗi ngày mỗi gia đình ở riêng biệt hết. Dạ. Là khỏi chung chạ, khỏi xúc phạm gì hết. Dạ. Là phải giữ trật tự mà nhà ai nấy ở. Nếu mà đứa nào mà cất nhà rồi mà đi làm xa thì cứ khóa cửa lại. Dạ. Để chìa khóa dì sáu với bà ngoại giữ. Còn nếu mà sinh hoạt buôn bán là làm thuê làm mướn gì ở trong xứ á. Dạ. Thì cứ sinh hoạt bình thường. Còn nếu mà có nhu cầu đi xa thì cứ nhà của mình mà. Dạ. Đóng cửa lại, gửi chìa khóa. Dạ. Khi nào mình về thì có cái nhà riêng của mình ta túc. Dạ. Chứ dì sáu cũng không có muốn người này ở nhà người kia hoặc là người kia ở nhà người nọ, nhà ai nấy ở. Dạ. Cho nó riêng biệt gì đó để giữ trật tự sau này khỏi có xích mích rầy rà gì hết. Dạ. Thì dì sáu nghĩ vậy cũng đúng. Dạ. Tại vì nhà ai người nấy ở thì dạ, tốt hơn. Nhà ai người đấy ở. Dạ. Chứ không có thích mà ở chung. Dạ. Nhiều khi nó em tôi hay là chị tôi cất nhà rồi bây giờ tôi chưa có khả năng cất chòi thì tôi ở chung, vì sao cũng không đồng ý vậy. Dạ. Thà vì sao nói trước ra nghe quen. Dạ. Không có gì... từ bi, tại vì anh em là anh em. Đúng rồi. Tại vì mình còn có con. Dạ. Có chồng. Rồi anh chị mình cũng có chồng có con nữa. Cho nên là riêng biệt hết. Dạ. Để tránh sau này phiền hà lắm. Dạ. Thì dì sáu dặn gì đó thì sao thì chị Ben cũng cô dì sáu, đúng dì rồi. Sáu không bao giờ khó, nhưng mà lời nói của dì sáu lúc nào cũng gắt gao như vậy. Dạ. Quy định dì sáu muốn vậy là cũng tốt cho anh chị em sau này đỡ xích mích thôi. Dạ, không có xích mích. Ừ. Rồi khi đến đó thì các chú dặn chị Ben sao khi cất nhà, chị Ben chia sẻ lại rồi. Dạ. Mấy chú ở ủy ban á căn dặn chị gì đó. Dạ, căn dặn là mình đừng thờ Phật nhiều quá. Ừ. Rồi có gì nữa không? Ừ. Ngừng quay video mà ảnh hưởng đến chính quyền lực pháp. Dạ. Mình quay cảnh hàng ngày mình nấu đồ ăn, đồ uống hay là đi chơi đâu đó quay thì được. Ừ. Đừng nói chuyện mà ảnh hưởng đến cộng đồng mạng và các nhà nước đó. Dạ. Rồi chị Quen thấy thì sao? Dạ, vậy là đúng rồi. Đúng rồi hả? Đúng rồi, có làm theo không? Làm theo. Ừ. Thì coi mấy chú dặn thì cũng muốn tốt cho mình thôi. Tốt cho mình sau này không có bị phiền hà gì đó. Chứ để không thôi mình cứ làm mà người ta không cho mà mình cứ làm thì sau này nữa mất công. Rồi mấy chú có nói gì nữa không gì sao? Thì nói là để mấy chú đó làm miếng giấy lợi. Cũng như là hồi cái miếng giấy mà làm 54 mét vuông á. Ủa cái miếng giấy hôm bữa còn như dì sáu làm là bỏ làm, hả? Cũng như là để lợi phần đó, lại mấy chú đó đứng ra làm luôn, làm lợi là mỗi đứa là 100 mét vuông. Mấy chú làm sẵn rồi tới ngày 18 giờ á là mình chỉ cái đi ký thôi. À vậy là tại cũng như là mấy chú là có nói rõ nội dung nhưng mà dì sáu không có tiếp thu được. Vợ chồng tôi với hai đứa con nữa.
Vì sao không có tiếp thu được nó, trời nãy giờ nói nhiều quá tôi tiếp thu không có được, cái không có nhớ. Cái nói nhiều quá quên hết hả? Ừ, để tụi tôi làm sẵn cho. Rồi gia đình 8 giờ sáng lại lại ký giấy là cam kết là sau này không có mà làm khó làm dễ anh em trong nhà. Dạ. Nói vậy đó, nói giờ vậy tụi em cảm ơn mấy anh. Dạ. Chứ nãy giờ em tiếp thu không có được. Vậy là cái miếng giấy hôm bữa con với dì Sáu đi làm là miếng đó bỏ, mình làm lại miếng mới luôn. Dạ, tại vì cái đó là 54 mét vuông à. Bây giờ tại vì dì Sáu, bà ngoại với cậu Bảy là cho là 100 mét vuông. Dạ. Cũng như là cất nhà nhiêu mình cất cũng còn còn có khoảng cái sân hoặc là còn cái đường đi nữa. Dạ. Cho nên là phải cho rộng một chút để mình có cái sân. Dạ. Cho nên là mấy chú làm lại. Dạ. Rồi dì Sáu cũng yêu cầu nói bây giờ là làm giấy tay cho mỗi đứa một cái, là cái này là đất này chỉ có tặng cho con cháu ở đời 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 mãi mãi, nhưng mà không có được bán cũng không có được cho bất cứ người lạ nào. Dạ. Như vậy đó. Rồi thì cậu Bảy có nói chuyện với các con của cậu Bảy chưa? Có nói rồi, nhưng mà con của cậu Bảy nói là cha muốn sao là con cũng dễ thì theo cha. Dạ. Rồi buộc mai cũng buộc phải kêu hai đứa lại ký hết trơn. Dạ. Mấy mấy xã địa phương mới chịu xác nhận. Là hiện tại là con của cậu Bảy là làm cái gì? Làm sắt bên chợ Bích Đằng á. Hai người con trai không hả cậu Bảy? Hai người con trai, còn thằng lớn nó bệnh 3 năm rồi, nhưng mà thấy có con nhỏ thì nó đi cứ gặp một tuần nó làm được 2-3 ngày, nó bệnh ngủ ra cái lỗ đít là ra mỗi ngày luôn á, nó bị bệnh trĩ. Ủa vậy là bây giờ là cậu Bảy có tổng cộng là 3 người con lớn hả? Không có, hai đứa hả? Hai đứa lớn hả? Ba đứa lớn lại đây nè. Vậy là chỉ cần hai người lớn ký tên là được đúng không? Cần hai đứa lớn. Dạ. Vậy là hai người con của cậu Bảy là cũng thống nhất với cậu Bảy là đồng ý cho hết luôn ha. Đúng rồi, hồi trưa chạy lên thì nó kẹt lên lên đồ đó, rồi chủ người ta gấp, người ta không cho gì. Dạ. Phải hồi chiều này mà có thời gian đi vô ký luôn là giờ là mình làm xong hết giấy tờ thủ tục luôn rồi. Không, nhưng mà vẫn còn làm giấy mà làm giấy cho mỗi đứa 100 mét đó, 100 mét vuông á. Tại mình chưa có làm cái phần đó, nhưng mà mấy chú đó làm luôn. Tự cho. Làm luôn. Cái đó tại nó mấy ảnh nói là gợi ý vậy đó, là nó nhiều nội dung quá cho nên là tôi nhớ không có rõ chi tiết những cái nội dung á. Dạ. Nên là nói thôi về để tụi tôi làm luôn cho gia đình. Dạ. Như là người ta cũng giúp cho mình đó, để cho nó được thời gian nhanh hơn. Dạ. Rồi được vậy thì cũng mừng rồi ha. Giờ chỉ đợi ngày mai là con của cậu Bảy đi vô với cậu Bảy ký nữa. Rồi khi ký xong là cậu Bảy lấy tờ giấy đó về luôn hả cậu Bảy? Ký xong người ta bên kia người ta kêu yêu cầu cái tô 3 miếng. Đưa mỗi đứa một miếng giữ. Dạ. Còn cái bản gốc thì cho nhà giữ. Dạ. Thì cái phần đó thì cậu Bảy hỗ trợ làm phần đó được không? Được, mình phải có tô xong mình phải ép nhựa đàng hoàng. Dạ. Nhựa dẻo hả Bảy? Ép nhựa dẻo. Đúng rồi. Để lâu dài được. Dạ, để ép nhựa cứng nhiều khi được. Nó gãy. Dạ. Ép nhựa dẻo xong xuôi là mình giao cho ba đứa mỗi đứa một. Đó rồi, con thấy vui không? Có đồng ý không? Nhớ ha, là phải làm theo quy định của luật pháp, làm theo quy định của gia đình đã bàn giao nha. Mình phải sống sao cho nó hiền hòa, thảo hiền, mà không có gây trật quấy phá, mất trật tự trong gia đình với lại trong hàng xóm nữa. Đó, là mình bất cứ mình ở đâu thì mình cứ làm tốt là mình không có phải sợ gì hết. Rồi giờ chị Bên có muốn nói gì với cậu Bảy với dì Sáu không? Tại vì cậu với cô bây giờ cho đất mấy chị em mình vậy á. Mình có muốn nói gì không? Dạ con cảm ơn cậu Bảy. Dạ con cảm ơn dì Sáu. Rồi sau này nếu mà mấy anh em về cất nhà thì cứ mỗi người có một phần đất riêng, rồi cứ cắt chòi cắt gì ở đây, nếu mà có tiền thì cắt hơi đẹp đẹp khá khá một chút, còn không có thì mình cũng vẫn cắt chòi để ở, để có một cái gia đình, một cái tổ ấm riêng của mình,
Rồi khi nào mà nhà nước người ta thấy người ta tội nghiệp á, người ta hỗ trợ cho mình thêm cái gì thì người ta hỗ trợ nha. Cứ mỗi nhà, mỗi gia đình ở đều ở riêng hết cho nó phân biệt rõ ràng nha. Đó là chị em, anh em thì vẫn là anh em chị em, nhưng mà mình đừng có để xúc phạm điều gì xảy ra hết ha. Rồi, giờ gia đình mình vui rồi ha. Giờ mọi việc chỉ chờ ngày, vui không? Ngày mai là lấy giấy tờ về nữa, là tới lúc đó là êm xuôi mọi chuyện ha. Ừ. Thì hôm qua dì Sáu cũng có gọi điện cho nhận Bùi á, là nói là chú chính quyền ở xã cũng nhờ dì Sáu là kêu công an xã. Công an hả? Ừ, ông đó là công an xã. À, là hôm qua là dì Sáu, chú đó nói sao dì Sáu, kể lại con nghe. Cũng như là nói bây giờ là như gia đình tặng đất cho cháu ở, là nhà là chỉ có được ở thôi chứ không có được mà làm những chuyện gì khác cái nhà ở. Đó cũng như là mình là hành căn thì mình có thờ phượng, thì cũng Phật tượng đồ ở tượng Phật đó cũng như là vừa đủ thôi chứ đừng có mà mình thờ nhiều quá rồi cũng như là giống như là chùa hay miễu hay là cái am gì đó. Nhưng mà mấy ông mấy chú đó nói là phải là mình ở cất nhà ở là mình thờ phượng vừa đủ thôi, với lại là không có được quay lên YouTube là chuyện này chuyện nọ mê tín gì đoan gì đó. Nếu mà chỉ là quay lên mà để mà cuộc sống mình bình thường, chẳng hạn như là mình nói chuyện bình thường thôi chứ cần đừng có mà quay lên những chuyện gì tâm linh hoặc là cái gì mê tín dị đoan đó. Là coi như là sợ nhiều khi là ảnh hưởng tới nhiều chuyện khác nữa. Thì Sáu cũng không biết nói gì thì nói như vậy thôi. Là cái chú công an xã là nói vậy ha. Cũng như là mình bớt quay lên YouTube. Thì cũng chú công an xã đó cũng có lấy điện thoại của dì Sáu gọi điện cho nhận Bùi, là mời nhận Bùi qua để trao đổi một số chuyện. Thì hôm nay vừa rồi thì nhận Bùi với lại cậu Bảy và dì Sáu và chị Ven cũng có đến quỹ ban, cũng có gặp được chú công an và gặp được chú chính quyền, chủ tịch nữa, chính quyền địa phương. Chủ tịch xã, chủ tịch xã, chính quyền địa phương với công an xã. Chú cũng có phổ biến một số chuyện. Thì trước mắt á là cái phần đi làm từ thiện, là nếu như có đi đến nơi lưu trú của hoàn cảnh thì mình phải thông báo với lại chính quyền địa phương, và có muốn hỗ trợ hoặc là xây nhà hoặc là trao tiền hỗ trợ gì đó thì mình cũng phải thông qua chính quyền địa phương. Vì lúc đó là chính quyền biết được cái hoàn cảnh đó như thế nào và mình trao tiền bao nhiêu á, thì lúc đó bên chính quyền sẽ biết được và bảo vệ cho mình. Vì khi không có qua chính quyền á, thì khi trao tiền không biết là bao nhiêu thì không có cái sự minh bạch đó cô chú anh chị. Cho nên là các chú cũng khuyên vậy và cũng nhắc nhở vậy, kêu là phải thông báo với lại chính quyền thông qua đó. Thì sự việc cũng vậy thôi. Còn thứ hai nữa là cái phần về cái phần xây cái nhà cho chị Ven này, thì nãy dì Sáu cũng có nói rồi đó, là cũng phải xây nhà là xây nhà ở chứ không phải là xây chùa xây miếu. Cho nên là về phần thờ phượng thì cũng phải gói gọn trong cái phòng hay gì sao là vừa phải ha. Không, cũng như là không phải là trong cái phòng, trong cái bàn thờ á. Là thờ cũng vừa phải thôi chứ với lại tránh tụ tập để truyền bá, như là giống như truyền bá mê tín dị đoan vậy á. Là tránh những cái phần đó. Các chú công an với lại bên quỹ ban cũng phổ biến như vậy. Thì nhận vừa cũng chia sẻ lại cho cô chú anh chị cũng được nắm rõ cái sự việc, cũng để cho cô chú anh chị cũng bớt lo lắng. Là sự việc chỉ có vậy thôi. Thì mọi việc thì cũng nhờ cậu Bảy ngày mai hỗ trợ con làm mấy phần đó.